Hello các bạn, thì hôm nay mình sẽ mở tiếp tục 5 bách nữa của phần OneNo. Mình sẽ lấy ở trong này ra luôn. Sẽ mở hết một hàng. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, cái hộp này mình sẽ để sang một bên nhé. Ok, đây, 5 bách. Bây giờ đầu tiên mình sẽ mở box bách thứ nhất này. Xem hôm nay nhân phẩm có đỏ không, ngon ngon ra tấm CP hoặc là Ultra Red thì ngon. Đầu tiên là Lamy này, Sanji này, Lamy này, Frankie này, tấm đặc biệt SR. Ở tấm cuối đó là dầu đen. Pack thứ hai nhé, không biết để này mọi người thấy không nhỉ. Ok, đến bách thứ hai này. Tần thấy bây giờ từ video trước đến bây giờ trong cái hộp này mình thấy là mở ra hai bách thì sẽ có hai tấm của hai nhân vật giống nhau. Tiên là Zoro này, Luffy, Sanji, Robin. Robin này như là video trước mình có mở ra được rồi. Tập cuối là của Silver Relay, vừa bóng tối. Bách thứ ba. Đầu tiên là Sanji này, Zoro này, Zoro Wano này, tấm đặc biệt này. Ultra Red của Sanji, nhưng mà đây là hình dạng kiểu chibi, cũng khá cute. Đó, che ngang. Và tấm cuối là của vua chó. Ấn ván tấm video trước thì mình mở ra được vua mèo, nhưng mà cũng chỉ là một bách thôi, không phải là vua chó vua mèo. Rồi tiếp tục đến bách thứ 3, tên là Brook, Usopp, Frankie. Tấm đặc biệt là của Usopp này, SR. Nhưng mà cái này là Usopp trước thằng Skip này. Tấm cuối là của Kinemon. Thôi tấm này mình cũng chưa có này. Bách cuối cùng. Bách cuối cùng xem ra gì ngon không. Chứ nhân phẩm thầy chán quá rồi. Tên là Frankie này, chị đại Nico Robin này. Hai tấm chị đại Nico Robin luôn. Đau đớn. Tiếp tục tấm đặc biệt là Brook SR. Tấm này mình cũng có rồi. Ở tấm cuối là Otama. Ok, vậy thì tổng kết ngày hôm nay thì mình sẽ mở 5 pack thì sẽ được 5 thẻ, trong đó là 4 thẻ SR, 4 thẻ SR và 1 thẻ Ultra Red UR của Sanji, nhưng mà dạng chibi nhé, khá đẹp. Tiếp là Nico Robin, Frankie, Brook và Usopp, toàn là team của Luffy Murom. Ok, nếu bạn thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe và để lại một comment. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe và hãy để lại một comment góp ý về video của mình nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.